Chào nhà, em lên một con đồng hồ Thomas Earnshaw của Anh Quốc nha. Đó, Earnshaw London, sổ sách táp, nguyên hộp mới 100%, hộp xịn luôn. Giá mới cực kỳ cao nha, size 43 chưa nấm. Đó, nguyên táp, nguyên siêu, khóa, dây đồ quá xịn luôn. Thomas Earnshaw size 43 nha, càng có 50 thôi, tay tầm 16 đổ lên là ok, tay 16 đeo được luôn nha. Con này đặc biệt cái là kính ánh xanh, lộ máy trước lộ máy sau đó, và đặc biệt niềng xoay dạ quang sáng rất là đẹp luôn, núm cổ chai có tay luôn. Đây dạ quang đây rất là đẹp luôn nha cả nhà, đó, sáng mấy con số cọc niềng luôn, niềng xoay nha, núm cổ chai, kính ánh xanh, dây xịn luôn. Đó, ơn so táp đây, siêu đây, còn siêu mặt trước em kháo ra bỏ trong nha. Đó, sổ sách đồ đầy đủ, chính hãng luôn của Anh Quốc nha, bao ngầu bao đẹp luôn, tay 17 đây. Đó, cực kỳ xịn luôn, anh em nào thích thì mình về mình thay dây khác cũng được luôn. Đó, bao chính hãng cho cả nhà luôn nha, em đang còn hiện tại 3 chiếc thôi cả nhà. Đó, quá đẹp luôn, giá cực kỳ yêu luôn. Rồi em mời cả nhà nha.